Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những việc mà các bạn phải làm khi mà các bạn chuyển việc ở Nhật. Thì trước hết là các bạn phải thông báo lên cục xuất nhập cảnh. Tại vì người ta quy định là từ cái ngày bạn nghỉ việc trong vòng 14 ngày là các bạn phải thông báo lên cục xuất nhập cảnh, bất kể là các bạn có việc mới hay chưa. Thì người ta có nhiều cái mẫu form cho bạn, tức là mẫu mà đã xin được việc mới, mẫu mà chỉ nghỉ việc ở chỗ này chưa xin được việc mới, thì các bạn phải đằng nào cũng phải báo cho người ta hết, nên phải tranh thủ báo sớm càng tốt. Thì bây giờ mình sẽ đi ra Komini, ra cửa hàng tiện lợi mua tem với lại mua bao thư, rồi về mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết. Rồi, thưa các bạn, đây là bì thư. Bì thư này là bì thư cho size A4, có nghĩa là một tờ giấy A4 mình có thể gấp 3 lại rồi sau đó bỏ vào đây. Còn cái bé bé này là cái tem. Thì cái này là tem 82 yên, là cái tem rẻ nhất trong số các tem. Thì cái tem này là khi mà cái cân nặng nó dưới bao nhiêu gram ta. Công ty cũ của mình có một cái cân dùng để cân những cái thư mà gửi đi á, coi nó nặng bao nhiêu thì sẽ tính ra tem bấy nhiêu tiền. Thì một lát hồi mình sẽ cho các bạn coi cái cân đó nó cân như thế nào. Đây chính là cái cân để cho chúng ta biết được là mình cần mua tem bao nhiêu tiền cho cái phong thư này. Thì cái vòng màu xanh ngoài cùng là cái bức thư nó nằm trong cái kích thước quy định. Ví dụ như là đây là cái kích thước dành cho những cái bức thư A4 sẽ gói vào trong cái bì thư này. Thì nếu như mà nó nhẹ hơn 20 mấy 25 gram thì là 82 yên. Rồi từ 25g đến 50g là 92 yên và cứ như vậy. Rồi cái vòng màu xanh thứ hai là cho những bức thư tuy là nó nhẹ nhưng mà nó có kích thước rất là lớn. Ví dụ như có một số người gửi thư mà size nó to như là size A0 gì đó chẳng hạn. Thì nếu mà cái size nó lớn hơn cái kích thước quy định thì nó sẽ xài theo cái số 2 này, cái vòng số 2 này. Tiếp theo bây giờ về nhà thì mình sẽ in cái tờ giấy mẫu đơn thông báo ra, điền vào cho các bạn xem, rồi sau đó mình sẽ chỉ các bạn cách ghi cái bì thư này như thế nào. Thưa các bạn, đây là cái website của cục xuất nhập cảnh về cái vấn đề mà chuyển việc. Thì nếu như mà bạn muốn chuyển việc hay là có bất kỳ cái gì đó liên quan đến cái hợp đồng hiện tại của bạn á, thì bạn sẽ sử dụng cái trang web này. Thì nó có hướng dẫn ở đây, cái khu vực hướng dẫn này nó có đầy đủ các thứ tiếng hết, có cả tiếng Việt Nam nữa. Thì bây giờ mình sẽ click vào cái tiếng Việt Nam này để coi có hướng dẫn ra sao. Còn cái trang web này á, thì mình sẽ để cái link bên dưới cái phần mà mô tả thông tin của video này, thì các bạn có thể vào đó. Bây giờ mình sẽ click vào đây. Thì cái thông báo này á, liên quan về cái cơ quan hoạt động, cơ quan hợp đồng, liên quan vợ chồng thì phải thông báo. Thì cái này sẽ thông báo trong vòng 14 ngày từ ngày xảy ra cái lý do đó. Thì tức là khi mà mình nghỉ việc trong vòng 14 ngày á, là mình phải nộp cái thông báo này lên cho cục xuất nhập cảnh biết. Thì trong cái trường hợp của mình á, là đây có rất là nhiều trường hợp. Thì cái trường hợp của mình á, là kết thúc hợp đồng và ký kết hợp đồng mới. Thì mình sẽ click vào cái này. Sau khi in ra rồi thì các bạn sẽ điền như thế này. Đầu tiên thì phần chỗ này là tên của bạn thì điền họ vào tên vào đây. Sau đó thì khoanh tròn vào giới tính, rồi ngày tháng năm sinh, ghi năm trước tháng rồi tới ngày. Và quốc gia, các bạn có thể ghi tiếng Nhật là Bề Tô Nam Mư hoặc là ghi tiếng Việt là Việt Nam đều được.
Rồi địa chỉ của bạn ở Nhật, ở trên này phải nhớ là ghi cái mã bưu điện, rồi ở dưới là ghi địa chỉ ra, rồi điền vào cái thẻ ngoại kiều của các bạn. Thì thẻ ngoại kiều sẽ có hai cái ký tự đầu và hai ký tự cuối là bằng chữ cái, còn cái đoạn này là bằng số, thì các bạn nhớ viết cho đầy đủ. Tiếp theo là ở dưới này, cái đầu tiên là cái công ty mà bạn rời bỏ, tức là A là công ty cũ của bạn, B là công ty mới của bạn, thì mình sẽ ghi cái ngày mà mình rời bỏ công ty ở đây, tên công ty, cái mã bưu điện, rồi dưới này là cái địa chỉ và đặc biệt là số điện thoại. Tiếp theo ở phần B công ty mới thì mình cũng sẽ ghi đầu tiên là cái ngày mình ký hợp đồng với công ty mới. Rồi nếu mà công ty mà có thay đổi cái tên á, ví dụ như nó hồi trước nó tên ABCD, giờ nó tên là EFGH chẳng hạn, thì phải ghi vào, còn nếu không thì các bạn chỉ cần ghi thông tin của cái tên ngay bây giờ là được, không có quan trọng. Rồi cái địa chỉ thì các bạn ghi ở đây cái mã bưu điện, xong rồi ở dưới đây ghi cái địa chỉ chính xác của nó và số điện thoại, coi như là không cần phải ghi vào cái chỗ là trước đó nó tên gì, địa chỉ nào. Tiếp theo là ở dưới là cái công việc, nội dung công việc của mình sẽ làm tại cái công ty mới, tức là cái công ty mới nó chuyên về cái mảng nào thì mình ghi ở dưới đây, ghi tiếng Anh cũng được, tiếng Nhật cũng được. Rồi nếu như mà cái đơn này là do mình nhờ một ai đó viết, ví dụ như nhờ luật sư viết chẳng hạn, thì luật sư sẽ ghi cái thông tin của họ ở đây. Còn nếu mà tự mình viết thì mình không cần quan tâm đến cái mục số 3 này, mình chỉ ký tên ở cái mục số 4, rồi ghi họ tên, rồi ghi năm tháng ngày mà bạn điền cái đơn này. Rồi nếu mà là bạn tự viết thì dĩ nhiên bạn đánh vào cái ô này là người mà tự làm, tự viết cái đơn này, người nộp đơn. Còn nếu mà luật sư hay đó nộp giùm thì là điền vào cái chỗ này. Rồi ở dưới cùng thì các bạn sẽ ghi số điện thoại, thế này là điện thoại bàn, cái này là điện thoại di động, thì bạn ghi hai bên giống số giống nhau cũng được, không sao. Rồi như vậy là xong đó. Thì bạn cần cái tờ giấy này là một, thứ hai là cần một cái giấy photo thẻ ngoại kiều của bạn, photo đầy đủ cả hai mặt luôn là hai. Rồi sau đó thì sẽ bỏ vào bì thư và gửi thẳng trực tiếp lên cục xuất nhập cảnh là được. Rồi, bây giờ các giấy tờ của mình đã sẵn sàng hết. Mình sẽ gấp ba nó lại. Gấp ba nó như thế này, rồi sau đó bỏ vào trong cái bao thư mình đã viết sẵn. Rồi thì cái bao thư này, một cái bao thư á, căn bản á, làm trước á, là thông thường khi mà bạn viết thư bạn gửi ở Nhật á, thì ở chỗ này sẽ ghi cái mã bưu điện của cái địa chỉ mà bạn gửi đến, chỗ này sẽ dùng để dán tem. Rồi ở đây là ghi địa chỉ, thì địa chỉ sẽ ghi, nói chung là ghi từ trái qua phải, nên địa chỉ nó sẽ ghi ở đây trước, là ghi cái địa chỉ cho đến cái số nhà của bạn. Rồi ví dụ như nếu mà bạn ở trọ thì thường cái nhà nó sẽ có cái tên của cái chủ nhà, ví dụ như đây là cái tòa nhà của mình đang ở là cái tòa nhà PRM, tại vì tên mở đầu của chủ nhà mình là Miyama, là bắt đầu với M, nên thường nó sẽ có cái tên. Còn cái này là địa chỉ của cục xuất nhập cảnh nên nó không có cái tên tòa nhà. Nếu có trường hợp có tên tòa nhà thì các bạn sẽ viết bắt đầu từ cái dòng này, các bạn viết xuống tiếp. Ví dụ như địa chỉ Tokyo, rồi Minato-ku, vân vân và vân vân, tòa nhà ABC, lầu số 3 chẳng hạn, thì sẽ ghi như vậy. Kế tiếp là ghi gửi cho ai, thì trong trường hợp của mình là chỗ này là gửi cho cục xuất nhập cảnh, cái phòng thông tin, quản lý thông tin tại trú, tại lưu của người nước ngoài. Rồi cái này là cái quầy nhận thông tin. Thì cái này là cái quầy lễ tân, quầy nhận thông tin thì ghi như vậy. Thật ra các bạn chỉ cần ghi đến chỗ mà Tanto là được rồi. Nhưng mà mình quen, mình viết thư là phải có Sama, giống như là gửi cho một vị nào đó nên mình ghi ở đây là Tanto Sha, Sama. Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Thì cái này á, mình sẽ ghi lại và bỏ vào phía dưới phần mô tả để các bạn có thể copy và viết lại. Và ở cái khu vực này thì mình sẽ ghi thêm cái chữ là có cái giấy thông báo về việc chuyển á, chuyển công việc ở bên trong. Rồi còn về mặt trước á thì các bạn sẽ, để mình che cái địa chỉ của mình lại, làm sao để che được địa chỉ đây. Cố à. Rồi thì cái này á, là khúc đầu tiên, khúc trên này là các bạn ghi địa chỉ của các bạn ngay giữa,
Ở chỗ này là ghi tên. Thì nó trái ngược với lại cái mặt sau á, cái mặt mà gửi đi á, thì địa chỉ á, mà ngoài rìa tên của cái người gửi thì ngay giữa. Còn cái mặt trước á, là địa chỉ của người gửi là mình á, thì cái tên của mình ngoài rìa, rồi cái địa chỉ á, thì xích xích ngay giữa. Và ở dưới cùng á, thì sẽ ghi cái mã bưu điện. Còn ở mặt sau á, thì mã bưu điện ghi trên cùng. Thì bây giờ mình sẽ dán nó lại luôn. Đó, ok, đã siêu nó lại rồi. Rồi, đến cái tem. Thì đây, con tem 82 yên. Xé nó ra. Các bạn xé cẩn thận, mấy cái con tem này nó hay bị gắt lắm. Thường là mình sẽ lấy kéo. Tem á, thì dán nhanh nhất là các bạn dùng nước miếng. Khỏi cần dùng hồ vậy, tem thì lúc nào cũng dán vị trí này. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra các bạn dán ở đâu cũng được. Xong, như vậy là xong, hoàn thành. Bây giờ mình đem cái này đi gửi là ok. Như vậy là xong, không có cần phải đến tận cục xuất nhập cảnh để nộp cái này làm gì. Và cái gửi này chỉ là gửi để thông báo thôi, hoàn toàn không có liên quan đến việc bạn đậu hay là bạn rớt visa lần tiếp theo. Không có nghĩa là bạn báo cái này rồi thì visa của bạn chắc chắn sẽ đậu. Còn không báo cái này thì nguy cơ visa của bạn rớt nó sẽ cao lên một tí xíu. Tại vì bạn không có thông báo cho người ta, mà người ta cũng quy định hết là sau 14 ngày là phải thông báo. Sau 3 tháng sau khi mà bạn nghỉ việc mà không tìm được việc thì coi như visa của bạn hoàn toàn không còn hiệu lực. Mặc dù là còn nhiều ngày, nhiều tháng sau nữa nhưng mà nó sẽ không còn hiệu lực. Chỉ khi nào mà nội trong vòng 3 tháng sau khi bạn nghỉ việc, bạn có công việc mới thì visa nó mới ổn định, mới ok. Thì cái này á, là kinh nghiệm của mình. Hy vọng là các bạn thấy nó hữu ích. Bye bye mọi người. Nhớ coi dưới cái phần mô tả video, mình sẽ tổng hợp lại những cái thông tin cần thiết bỏ vào đó. Cảm ơn các bạn.